Thưa quý vị, những chiếc xe tự bốc cháy giữa đường trong nhiều nguyên nhân có việc chủ xe tự ý đấu nối thêm các thiết bị điện gây ra chập điện do quá tải. Chính vì vậy, từ ngày 1 tháng 7 vừa qua thì mọi xe tự ý đấu nối thêm thiết bị điện sẽ không được đăng kiểm. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế thì lượng xe còn lắp thiết bị điện còn rất nhiều, việc xử lý gặp nhiều khó khăn cả từ phía đăng kiểm và bến xe. Ngày 2 tháng 8 năm 2016, chiếc xe khách tuyến Nam Định - Hà Nội bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Rẽ. 20 hành khách trên xe hoảng loạn gào thét cố thoát ra khỏi xe. Thứ còn lại chỉ là khung xe trơ trọi. Nguyên nhân được xác định là chập điện. Đây chỉ là một trong hàng chục vụ cháy xe xảy ra trong năm vừa qua. Nhiều nguyên nhân được đưa ra theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong đó có lỗi do chủ xe khi cố ý lắp thêm các thiết bị điện gây ra quá tải và chập điện. Ngày 1 tháng 7 năm 2016, Cục Đăng kiểm Việt Nam ra quyết định không đăng kiểm cho mọi xe tự ý đấu nối thêm thiết bị điện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm. Những cái trường hợp mà đấu nối thêm thì hệ thống dây dẫn thường là nó cũng không được gọn gàng và nó cũng có những cái hiện tượng là đi ra đường dây nó không đảm bảo theo cái quy định. Hiện nay là theo cái thông báo và quy định của các trung tâm thì những cái phương tiện chủ xe người ta đến, người ta cũng có nắm bắt được là những cái khi mà lắp nối thêm là sẽ không kiểm định được và người ta có thể đã tháo trước khi đến kiểm định. Theo quy định, toàn bộ xe tự ý đấu nối thêm thiết bị điện sẽ bị từ chối đăng kiểm. Tuy nhiên, với đặc điểm của các thiết bị đấu nối như TV, loa đài, thùng lạnh là dễ tháo rời, việc các chủ xe lắp lại sau đăng kiểm diễn ra khá phổ biến. Thực tế ghi nhận tại các bến xe Hà Nội, không hiếm trường hợp xe đấu nối thêm TV đầu đĩa như thế này. Thiết bị này là lắp thêm, thì qua TV thì chúng tôi qua công tắc thì đi vào ngầm, đi qua đỉnh trần xuống. Muốn bật thì dí công tắc ở đỏ về dưới này, mở chìa khóa để nổ xong dí công tắc đỏ. Dẫu biết nguy cơ cháy nổ rất cao khi tự ý đấu nối thêm thiết bị điện, song các chủ xe vẫn muốn lắp nhằm phục vụ nhu cầu hành khách, nhất là khách đi tuyến đường dài. Người ta có gắn các cái thiết bị thêm, ví dụ như là TV, Wi-Fi hoặc là một số các cái loa đài. Chẳng hạn, để mà khắc phục cái việc đấy thì bến xe nước ngầm đã chủ động là nhắc nhở toàn bộ các nhà xe và đã làm biên bản nhắc nhở rõ ràng và cũng cho nhà xe ghi cam kết là không nên lắp các thiết bị để tránh tình trạng phòng chống cháy nổ. Theo đại diện nhiều bến xe, lực lượng quản lý bến không có chuyên môn để kiểm tra xem thiết bị điện trên phương tiện đó là do nguyên bản hay do chủ xe lắp thêm. Thậm chí trong giấy chứng nhận kỹ thuật cũng không đề cập đến. Do đó tất cả chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, vận động chủ xe tháo dỡ thiết bị đấu nối.